Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Mở đầu là một số thông tin đáng chú ý về giao thông. Thưa quý vị, những ngày qua, sóng đánh sạt lở sâu khoảng 100m vào bờ khiến con đường mòn đi lại nối thôn Tiến Bình với thôn Tiến Đức để vào phường Đức Long, thành phố Phan Thiết đã không còn. Người dân thôn Tiến Bình đi ra chợ ở Phan Thiết phải đi trên bờ kè biển lởm chởm đá, rồi dắt xe xuống sát biển để đi trên cát về nhà rất cực nhọc. Người dân sống tại đây cho rằng nguyên nhân là do phía đơn vị thi công đã làm kè chắn sóng kiên cố, sóng biển xoáy xuôi xuống bên dưới làm thay đổi dòng chảy và xảy ra tình trạng sạt lở này. Còn tại Quảng Ngãi, suốt hơn 2 năm qua, người dân thành phố Tam Kỳ đã khá quen thuộc với hình ảnh những người trẻ mặc đồng phục đỏ rong ruổi khắp mọi tuyến đường tìm người hư hỏng xe cần giúp đỡ. Họ cũng đã thuộc lòng số điện thoại của nhóm để bất cứ khi nào cần đều có thể gọi, bởi họ biết đầu dây bên kia sẽ luôn bắt máy dù đêm đã khuya hay trời vừa rạng sáng. Câu chuyện này được khán giả Ngô Bình Minh có số điện thoại 0814 3 số cuối 753 chia sẻ đến chương trình trong tuần qua, kể về đội SOS Tam Kỳ, những người cứu hộ xe máy miễn phí. Mời quý vị cùng gặp gỡ các thành viên trong đội thiện nguyện này qua đoạn tổng hợp sau đây. Khoảng 300m bờ biển khu vực này bị sóng đánh ăn sâu vào bờ hơn 100m. Về nguyên nhân, theo người dân sống tại đây cho rằng là do phía đơn vị thi công đã làm kè chắn sóng kiên cố. Sóng biển xoáy xuôi xuống bên dưới, làm thay đổi dòng chảy và xảy ra tình trạng sạt lở này. Trước thực trạng này, xã Tiến Thành đã đi khảo sát thực địa và thấu hiểu khó khăn trở ngại lưu thông của bà con. Xã kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Thiết mở đường tạm trên rừng cho người dân đi lại, còn sau này phải làm kè tạm, nếu không sạt lở sẽ kéo dài xuống phía dưới. Được biết, thành phố Phan Thiết đã có chỉ đạo làm đường tạm ngay cho người dân đi lại dịp Tết này. Về lâu về dài, thành phố đã có quy hoạch chỉnh trang đô thị và dùng vốn đầu tư công để làm đường Trần Lê nối thôn Tiến Bình với thôn Tiến Đức của xã Tiến Thành để đi vào phường Đức Long. Khu vực thôn Tiến Đức trước đây từng bị triều cường đánh sạt lở, khiến hàng trăm hộ dân mất nhà cửa. Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận có chủ trương làm kè kiên cố, thì sóng lại đánh xuống thôn Tiến Bình, khiến nhà cửa của người dân trôi ra biển. Bình Thuận hiện có rất nhiều khu vực sạt lở biển, không chỉ ở Phan Thiết mà cả Tuy Phong, La Ghi đều xảy ra tình trạng triều cường gây sạt lở sâu vào bờ. Dạ, cho em hỏi có phải số điện thoại của đội SOS Tam Kỳ không ạ? Dạ, đúng rồi anh. Dạ, chờ xem đang bị hư anh. Em ở ngã tư Đặng Văn Ngữ với Lý Thường Kiệt, không biết đội có thể đến hỗ trợ em không ạ? À, ngã tư Đặng Văn Ngữ, Lý Thường Kiệt, dạ rồi, ok, để đợi em xíu coi em với đội tới. Dạ, em cảm ơn ạ. Dạ rồi, ok anh. Những cuộc gọi như thế này dường như đã quá quen thuộc với các thành viên của đội SOS Tam Kỳ. Suốt hơn 2 năm qua, chỉ cần có người giúp đỡ, bất kể nắng mưa, đêm khuya, họ đều nhanh chóng có mặt để hỗ trợ. Em khá lo lắng vì nhà còn khá xa. Lúc đó thì rất may gặp được anh chị đội SOS Tam Kỳ đi tuần. Khi gặp anh chị rất niềm nở hỏi han và giúp đỡ em cảm thấy rất vui và trân trọng sự giúp đỡ của các anh chị. Hàng đêm cứ đến 19 giờ là họ lại lên đường, rong ruổi khắp các tuyến phố tìm người cần giúp đỡ đến 3 giờ sáng ngày hôm sau. Các thành viên của đội SOS Tam Kỳ có người đã đi làm, có người còn đi học, nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để cùng nhau duy trì hoạt động này. Tôi tham gia cái nhóm này là cũng vì một là đam mê của mình, cũng vì thứ hai là mình phát tâm thực hiện cái nhóm là cũng giúp đỡ mọi người vì khuya xe cộ hư hỏng. Do bản thân tôi thì tôi cũng có làm nhiều chương trình thiện nguyện, nên mình cũng thấy những cái đội SOS đi trước thì cũng giúp đỡ được cho người dân rất là nhiều. Nên mình cũng quyết tâm để làm cái đội cũng để hỗ trợ cho bà con ở địa phương mình. Khi mọi người cần giúp đỡ thì có thể là gọi điện tới là mình cần lúc nào thì mình sẽ hỗ trợ lúc đó. Nên cũng muốn giúp đỡ cho bà con được chút khó khăn trong cái giai đoạn ban đêm. Mặc dù các thành viên đội SOS Tam Kỳ không phải dân sửa chữa xe chuyên nghiệp, nhưng họ luôn sẵn sàng, sắn tay áo để giúp đỡ người đi đường.
nhiều người dân có nhã ý trả tiền công, nhưng họ nhất quyết không nhận, vì với họ, giúp đỡ được ai đó là niềm hạnh phúc và vui sướng nhất. Sau một ngày làm việc, học tập vất vả, chúng ta thường mong muốn có một giấc ngủ thoải mái lúc về đêm. Thế nhưng, có những con người vẫn luôn thầm lặng, hy sinh những điểm riêng để có thể mang tới niềm vui chung cho mọi nhà. Và có lẽ với họ, đó mới thực sự là hạnh phúc. Tiếp theo chương trình là một số phản ánh về không khí chuẩn bị cho Tết Nguyên đán cổ truyền ở các địa phương khi chỉ còn nửa tháng nữa là hết năm âm lịch. Các nhà vườn trồng bưởi Cảnh ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cho biết mọi năm cứ đến khoảng giữa tháng 11 âm lịch, các thương lái đều rầm rộ xuống tận các vườn bưởi Cảnh để hỏi mua rồi bán cho khách chơi dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vụ bưởi năm nay mặc dù đã giữa tháng chạp âm lịch nhưng mà hầu như lại không thấy các thương lái đến hỏi mua. Điều này khiến nhiều người trồng bưởi Cảnh ở đây lo lắng về đầu ra. Còn với thị trường mai Cảnh, năm nay thời tiết khá thuận lợi với loài hoa báo hiệu xuân về này. Trong tuần qua, cây mai vàng 7 cánh cổ thụ với tuổi đời hơn 50 năm cập bến chợ Hoa Xuân ở thành phố Long Xuyên, An Giang, sau 2 ngày được một đại gia nơi đây chốt giá mua hơn 6 tỷ đồng, làm nhiều người chơi hoa mai bàn tán xôn xao. Cây mai này đặc biệt ở chỗ được phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bàn tay tạo tác của con người. Hình dáng thân và cành uốn lượn độc đáo thu hút người xem. Trong lĩnh vực chăn nuôi, thời điểm này, người chăn nuôi ở nhiều địa phương của Hà Tĩnh đang tập trung chăm sóc đàn bò để xuất bán đúng dịp cuối năm, mang về nguồn thu lớn cho gia đình. Nhiều hộ chăn nuôi cho biết trong dịp Tết năm nay sẽ xuất bán từ 3 đến 6 con bò lai với trọng lượng từ 400 đến 550 kg một con cho thương lái, đưa lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng. Được biết, những năm trở lại đây, tận dụng điều kiện tự nhiên thuận lợi, chăn nuôi bò đang được người dân ở nhiều địa phương quan tâm đầu tư, lựa chọn giống chất lượng cao, nên số lượng đàn bò tăng nhanh, đạt gần 10.000 con. Mời quý vị cùng theo dõi trong đoạn tổng hợp ngay sau đây. Để tạo ra một chậu bưởi Cảnh với chùm trái xanh tươi, nhiều trái nhìn bắt mắt, người trồng phải tốn nhiều công sức và chi phí. Năm nay do thời tiết không thuận lợi, mưa kéo dài, nên chi phí đầu tư cũng đã tăng lên. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 cộng với việc khó khăn trong chăm sóc, một số hộ trồng bưởi Cảnh chơi Tết đã bỏ nghề và chuyển sang trồng hoa, trồng cây. Một hộ dân trồng bưởi ở xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh cho biết, năm ngoái gia đình trồng 150 chậu bưởi Cảnh để bán dịp Tết. Năm nay chỉ thu hẹp trồng khoảng 100 chậu, nhưng do thời tiết ảnh hưởng nên cũng chỉ có 40 đến 50 chậu được ra trái. Số lượng ít ỏi hơn năm trước, thế nhưng đến đầu tháng chạp mà vẫn chưa có thương lái đến hỏi mua, khiến gia đình bà đứng ngồi không yên. Nhưng năm trước, mỗi chậu bưởi Cảnh được gia đình bán từ 1,5 đến 2 triệu đồng, thương lái rất ưa chuộng. Còn năm nay thì vắng người mua. Cùng cảnh ngộ, năm nay Nguyễn Văn Quốc, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh trồng 100 gốc bưởi Cảnh. Nhưng do mưa gió kéo dài nên vườn bưởi chỉ khoảng 30 đến 40 cây có thể bán. Vào giữa tháng 11 âm lịch năm ngoái, các thương lái thường đến đặt mua rồi chờ đến Tết trở đi tiêu thụ trên địa bàn. Năm nay đã gần giữa tháng chạp rồi, nhưng vẫn chưa có thương lái nào đến mua. Còn nhớ năm ngoái, anh Quốc bán được 30 chậu bưởi Cảnh với giá từ 20 đến 2,5 triệu đồng một chậu. Nhưng năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, sức mua và giá đã giảm. Điều đáng nói, chi phí đầu tư cho vụ bưởi năm nay khoảng 20% so với các năm trước. Vì thế, người trồng bưởi chỉ mong có người đến mua để có thể thu hồi lại vốn, gia đình có thêm thu nhập khi Tết đến đã cận kề. Theo hộ nông dân xã Diên Thạnh, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên số người trồng bưởi đã giảm đáng kể và đầu ra thì cũng chậm hơn so với mọi năm. Khu vực chợ Hoa Xuân, thành phố Long Xuyên trước cửa Bắc Đế Miếu, đường Phạm Hồng Thái có cây mai vàng 7 cánh cổ thụ trên 50 năm tuổi vừa cập bến chiều ngày 8 tháng 1, thu hút sự hiếu kỳ của người dân qua lại nơi đây. Anh Cao Văn Trọng, ngụ huyện Cai Lệ, tỉnh Tiền Giang, người giao bán cây mai này cho biết, cây mai có tuổi đời trên 50 năm, nguồn gốc từ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, được anh vận chuyển đến thành phố Long Xuyên với giá 50 triệu đồng. Cây mai cổ thụ có kích thước hoành 1,1 m, tán rộng 8 m, chiều cao 5 m, hiện đã được bán với giá 6 tỷ. Anh Trọng kể lại mình đã theo sát sao nhà vườn, hỏi gần 10 năm mới mua được cây mai khủng này. Nó đặc biệt là được phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bàn tay tạo tác của con người. Hình dáng thân và cành uốn lượn độc đáo thu hút người xem. Khi
khi vừa cập bến đã có người chốt hạ 4 tỷ trong vòng 10 phút. Thì ông chú nói là chỉ nói là đứng vô là 30 mấy năm, mà mình không nhớ 30 mấy năm, nên nói là nó trên dưới 50 năm á. Nói chung là nó được cái hoành, nó là cây cổ rồi, hoành nó là hơn 1 mét, như dưới dần cành nhánh cây thiên nhiên mình không có bàn tay con người tạo vô, mà nó được nhánh rồi nó rất là khéo, nó kiểu đẹp, nó ngoằn ngoèo này kia đó. Ông Nguyễn Thanh Sử, ngụ thành phố Long Xuyên, chủ nhân sở hữu cây mai 6 tỷ cho biết, ông đã có hơn 15 năm sưu tầm những cây mai cổ thụ đẹp, độc bản. Khi hay tin chợ Hoa Xuân thành phố Long Xuyên vừa về đến cây mai khủng là ông chạy ra xem ngay, tách trà đang uống dở cũng bỏ. Theo như 2 năm nay anh đi tìm mai thì chưa được cái cây mai nào mà được có cho được cái cốt chi như vậy. Với lại là cái vàng đế của nó cũng bỏ đều bốn hướng đó, thì đúng theo cái ý nguyện của anh. Thì ý định năm nay là anh không có thu nhập mai nữa, nhưng mà anh thấy cái cây mai này anh cưỡng không có nổi. Hiện cây mai này đang được trưng bày tại khu vực chợ Hoa Xuân, thành phố Long Xuyên. Ai đi ngang cũng tò mò ghé lại để tận mắt mục sở thị cây mai vàng thế kỷ giá tiền tỷ này. Theo đó, nhờ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nên đàn bò nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh cơ bản được lai hóa, được nuôi theo hướng thực phẩm. Cùng với đó, bà con nông dân ở nhiều địa phương cũng chú trọng đầu tư cải tạo chuồng trại, sử dụng thức ăn công nghiệp chất lượng, kỹ thuật nuôi tiên tiến, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của thị trường. Đến nay, tổng đàn bò của toàn tỉnh ước đạt 169.000 con và dự kiến sẽ xuất bán khoảng 20.000 con trong đợt Tết năm nay, đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con. Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi còn chú trọng đầu tư để phát triển đàn bò có tỷ lệ thịt cao, tăng cân nhanh. Đồng thời, gia đình đã trồng thêm cỏ voi và ngô, thu mua rơm rạ của các hộ ở trong vùng sau mỗi vụ hoạch lúa, tích vào kho dự trữ để làm thức ăn cho đàn bò vào mùa đông. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp cuối năm cũng như là phát triển sản xuất, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi, cùng với việc chăm sóc vú béo cho vật nuôi, các cơ sở sản xuất cần quan tâm tới công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, nhất là dịch bệnh nguy hiểm như lở mồm long móng ở châu bò, áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kể cả đối với quy mô nhỏ để sản xuất bền vững, nâng cao chất lượng và cạnh tranh về giá. Chuyển sang một số phản ánh về tấm gương người tốt việc tốt, chương trình đã nhận được trong tuần. Thưa quý vị, ở Cù Lao Mỹ Hòa Hưng tại thành phố Long Xuyên, An Giang, nhắc đến đội bóng áo quan từ thiện không ai là không biết. Hay tin người mất nhà nghèo không có tiền mua hòm thì hơn 20 lão nông ở địa phương sẽ đi đốn cây, xẻ gỗ, đóng áo quan tặng miễn phí cho người nghèo kém may mắn qua đời. Và công việc này được họ duy trì nhiều năm qua và bảo nhau là chỉ dừng lại khi nào điều kiện sức khỏe không cho phép, bởi với họ, cho đi là còn mãi. Làm những công việc khác nhau, ở những độ tuổi khác nhau nhưng đều chung một tấm lòng yêu thương, mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm đã gặp nhau và đồng hành cùng nhau trên suốt hành trình hơn 5 năm làm từ thiện. Các bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, hàng ngàn phần quà, sự giúp đỡ kịp thời cho những người yếu thế tại dọc dải đất miền Trung đã được họ chia sẻ với đầy đủ sự yêu thương và đồng cảm như chính cái tên của câu lạc bộ này. Mời quý vị đến với những câu chuyện tử tế này qua phần tổng hợp ngay sau đây. Mảnh đất có diện tích 400m², biệt đội U60 ở Cù Lao Mỹ Hòa Hưng dành hết để chất gỗ, xẻ ván, rồi đóng áo quan miễn phí. Mỗi ngày, những lão nông sẽ đóng khoảng 5 đến 7 chiếc hòm và tặng miễn phí khoảng 100 cái áo quan một năm cho người nghèo kém may mắn qua đời ở trong và ngoài địa phương. Chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay, một công đoạn từ cưa gỗ, xẻ ván cho đến đóng áo quan. Làm có cực nhưng ai cũng vui. Để rồi biệt đội U60 ở đây ngót 13 năm qua, lúc nào cũng tận tâm, tận tình và làm hết sức mình để hỗ trợ cho người nghèo. Ngoài cho hòm từ thiện, các lão nông tại đây còn đóng bàn ghế, chõng, giường và cất nhà cửa cho bà con khó khăn. Chú ở đây thì bây giờ cũng lớn tuổi rồi, mấy đứa con nó làm hết rồi, nó đi làm ăn hết rồi, bây giờ mình ở nhà không có gì thì cứ tham gia vô đây làm từ thiện. Bà xã với mấy đứa con nó cũng ủng hộ dữ lắm, vì nó thấy nó đi làm hết rồi, ở nhà chèo queo ở nhà không làm gì, nó thôi ba ông đi chợ ông làm. Mới đầu thì lên đây không biết làm gì đâu, thì chỉ học hỏi mấy người nó làm trước đó, nhưng nó làm trước chỉ rồi bắt đầu làm.
Dịch dã này họ vẫn chẳng ngơi tay, mỗi ngày ở trại hóng miễn phí của các lão nông ở Mỹ Hòa Hưng vẫn đều đều tiếng cưa xẻ gỗ. Họ cho rằng còn sức là còn làm, một việc làm không chỉ giúp đỡ người nghèo đã khuất mà còn chất chứa tấm lòng yêu thương, san sẻ cho người cần. Cứ mỗi thứ năm, bếp ăn ở Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng lại đỏ lửa với những đầu bếp đặc biệt, những thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm. Dù dịch bệnh khó khăn, để vào bệnh viện nấu được những suất ăn miễn phí cho bệnh nhân phải trải qua nhiều khâu phức tạp, đợi kết quả xét nghiệm hàng tiếng đồng hồ. Thế nhưng mọi người vẫn luôn kiên trì với bếp ăn này, bởi họ hiểu rõ sự sẻ chia dù ít ỏi sẽ làm ấm lòng những người đang ngày đêm chiến đấu với bệnh tật tại Bệnh viện Ung Bướu này. Công việc hàng tuần như vậy, như là sáng thứ năm là các chị em là tập trung từ lúc 3:30 là để tham gia nấu cháo cho bệnh nhân, là cho kịp 6:00 là phát cháo cho các bệnh nhân ăn buổi sáng, là sáng thứ năm. Còn thứ bảy chủ nhật là mặc dù là chị là cán bộ công chức của trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng, nhưng mà chị cũng sắp xếp được cái công việc của gia đình, công việc cá nhân của cơ quan để chị đồng hành tham gia cùng câu lạc bộ. Bệnh viện của chúng tôi cũng rất là hoan nghênh và rất là vui mừng bởi vì câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm đã đồng hành cùng với bệnh viện chúng tôi đã rất là lâu, cũng khoảng 5-6 năm nay rồi, và họ đến đây nấu những bữa ăn cực kỳ chất lượng và trao đến tay bệnh nhân những bữa ăn miễn phí như vậy là giúp cho bệnh nhân cải thiện cái chất lượng về dinh dưỡng, góp phần cho điều trị được tốt hơn, cũng như là hỗ trợ cái mảng kinh tế cho họ được đỡ đần đi được phần nào. Chính vì vậy mà bệnh nhân của chúng tôi rất là vui khi mà được nhận đến tay những suất ăn như vậy và họ cảm thấy rất là ấm lòng. Không chỉ riêng tại Bệnh viện Ung Bướu mà câu lạc bộ thiện nguyện Đồng Cảm còn thường xuyên duy trì bếp ăn từ thiện tại nhiều bệnh viện khác trên địa bàn thành phố. Sự ra đời của những câu lạc bộ cũng như việc tổ chức nấu ăn miễn phí cho bệnh nhân và người nhà vốn xuất phát từ câu chuyện của một người mẹ. Đó là khoảng thời gian nuôi con mòn mỏi tại bệnh viện của chị Hoa, chủ nhiệm câu lạc bộ. Thì xuất phát từ năm 2015 em, khi chị con chị nằm bệnh viện 6 trăm giường, 6 tháng, thì lúc đó cháu bị bệnh tim. Thì chị nằm 6 tháng thì cũng đã từng ăn cơm, ăn cháo, những bánh mì từ thiện. Cho nên xuất phát từ thấy những cái hoàn cảnh mà khó khăn cùng khổ, thì cái tiền ăn thì nhiều lúc còn hơn cái tiền viện phí á. Xuất phát từ đó thì chị mới đầu thì thành lập mà vài anh chị em thôi. Thì từ đó lần lần. Mới đầu thì kinh phí thì các anh chị em tự bỏ ra. Nhưng sau đó làm hàng tháng rồi hàng tuần nhiều thì từ đó tụi chị kêu gọi. Nhìn thấy được sự tận tâm và tấm lòng yêu thương chân thành của chị Hoa dành cho những người khó khăn, ngày càng nhiều người quyết định tham gia đồng hành cùng chị trên hành trình thiện nguyện. Đã hơn 5 năm, những bếp ăn như thế này đã phần nào sẻ chia, tiếp sức cho hàng ngàn bệnh nhân có thêm động lực chiến thắng bệnh tật. Và cũng chính từ những việc làm ấy đã đem lại niềm hạnh phúc cho những người mong muốn được lan tỏa yêu thương. Thật sự lúc đó là tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Vì chính bản thân tôi hạnh phúc thì tôi sẽ mang lại những cái niềm hạnh phúc đó cho những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Nên muốn đồng hành cùng câu lạc bộ này mãi mãi luôn, để mà cùng với nhau và chia sẻ những món quà, những suất ăn cho bà con ở các bệnh viện. Vào những ngày cận kề Tết Nguyên đán như thế này, họ càng bận rộn hơn nữa, không phải tất bật để chuẩn bị cho cái Tết của gia đình, mà những con người ấy đang ngược xuôi, kêu gọi để chuẩn bị những phần quà cho hàng ngàn hoàn cảnh khó khăn dọc dải đất miền Trung. Có lẽ đối với họ, Tết sẽ càng ý nghĩa hơn khi được sẻ chia và lan tỏa yêu thương. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 881414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.